Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em, và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta đang cử hành mầu nhiệm phục sinh. Niềm vui phục sinh làm nên vẻ đẹp, ý nghĩa và tương lai của đời sống người Kitô hữu. Vì niềm vui phục sinh là niềm vui lớn lao, căn bản, cốt lõi, cho nên chúng ta chia sẻ niềm vui này trong thời gian 50 ngày gọi là mùa phục sinh. Đứng trước mầu nhiệm phục sinh, chúng ta thấy đây là một điều xem ra có vẻ nghịch lý nếu chúng ta nhìn theo cái nhìn con người. Bởi lẽ một người đã chết, đã được an táng trong mộ 3 ngày mà lại sống lại, đó là điều mà chúng ta thấy nghịch lý ở trần gian. Ngay cả các môn đệ ban đầu khi nghe nói Chúa đã sống lại, các ông cũng không tin, thậm chí có ông cho đó là điều vớ vẩn. Chỉ khi gặp gỡ đấng phục sinh, niềm vui của các ông mới vỡ òa. Các tác giả phúc âm nói với chúng ta, người đầu tiên gặp gỡ đấng phục sinh là một người phụ nữ, bà Maria Magdalena. Và niềm vui phục sinh giống như một suối nguồn hân hoan lan tỏa từ cá nhân đến tập thể, từ một cộng đoàn các tông đồ cho đến những người tin vào Chúa Giêsu. Dòng chảy ấy vượt qua biên giới của người Do Thái, vượt qua biên giới của các quốc gia để đến với mọi người. Chính vì thế hôm nay chúng ta mừng lễ phục sinh, chúng ta được gặp gỡ đấng phục sinh và nhận ra sự hiện diện của người trong cuộc đời. Kể từ khi được gặp gỡ đấng phục sinh, các môn đệ vui mừng, xác tín và tâm tình của họ được thay đổi. Họ không còn sợ hãi, nhưng họ trở nên những nhân chứng can đảm của đấng phục sinh. Đến nỗi họ sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình để làm chứng cho đấng phục sinh. 2000 năm đã qua khi chúng ta cử hành mầu nhiệm phục sinh, đó không phải là một sự kiện đã lùi vào dĩ vãng xa xôi. Chúng ta cử hành mầu nhiệm phục sinh Chúa sống lại không giống như tưởng niệm một vị anh hùng dân tộc hay một vĩ nhân trong lịch sử. Khi cử hành mầu nhiệm phục sinh, chúng ta tuyên xưng đức tin vào đấng phục sinh đang hiện diện trong cuộc đời. Đấng phục sinh hiện diện và làm nên vẻ đẹp, sức mạnh, sức sống và phát triển của các cộng đoàn Kitô hữu. Mừng lễ phục sinh cũng giống như các môn đệ, đấng phục sinh gặp gỡ họ và Chúa đã trao cho họ hãy đi khắp mọi nơi để làm nhân chứng cho người. Hôm nay khi chúng ta mừng lễ phục sinh, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy trở nên nhân chứng của đấng phục sinh giữa đời. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe là cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa đấng phục sinh và các môn đệ trước khi người về trời. Di chúc mà người để lại, sứ mạng mà người trao cho các ông, đó là anh em hãy đi khắp thế giới, quy tụ muôn dân, giảng dạy cho họ biết chân lý
và tự rửa tội cho họ nhân danh Chúa Ba Ngôi. Các môn đệ là những người được sai đi để làm nhân chứng cho Chúa. Họ không là những người đơn độc, nhưng có Chúa Giêsu ở với họ, như lời Chúa Giêsu đã hứa: "Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Kính thưa cộng đoàn, các bài đọc trong thánh lễ hôm nay đều mang nội dung truyền giáo. Truyền giáo là truyền tải đức tin, truyền giáo là kể lại câu chuyện Chúa Giêsu, truyền giáo là nói cho mọi người khiết khác biết về tình thương bao la của Thiên Chúa. Bài thứ nhất trích ngôn sứ Isaiah: "Khi Chúa là đấng chí thánh ngàn trùng, muốn cho con người cộng tác với sứ mạng của Ngài để đi loan báo, làm tỏa lan ánh sáng và sự thánh thiện nơi dòng đời." Isaiah là một ngôn sứ đã sẵn sàng thưa với Chúa khi Chúa đặt câu hỏi: "Này đây, ta sẽ sai ai đi?" Vì ngôn sứ đã sẵn sàng thưa với Chúa: "Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con." Isaiah là một người sẵn sàng lên đường, dấn thân để loan báo danh Chúa cho mọi dân tộc, cho mọi người, để rồi họ lắng nghe lời Chúa và nhận ra Thiên Chúa là đấng chí thánh ngàn trùng. Bài sách thánh thứ hai, Thánh Phaolô nói với chúng ta về tâm tình của người là một nhà truyền giáo. Sứ mạng truyền giáo gắn liền với thánh nhân, đến nỗi thánh nhân sẽ thiếu sót nếu ông không nỗ lực truyền giáo bằng trọn vẹn cuộc đời của mình. "Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng, bởi lẽ thánh nhân xác định ông đã lĩnh nhận nhưng không, ông có bổn phận phải trao ban nhưng không." Cuộc đời của ông gắn liền với sứ mạng truyền giáo cho các dân ngoại, đến với muôn dân, thiết lập các cộng đoàn, đồng thời khẳng định cho họ biết Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, đồng thời cũng đang hiện diện giữa chúng ta. Như thế, mừng lễ phục sinh, Chúa trao cho chúng ta sứ mạng, hãy là chứng nhân của đấng phục sinh giữa đời. Mỗi người Kitô hữu chúng ta, qua bí tích thanh tẩy, Chúa trao cho chúng ta ba chức năng: làm ngôn sứ, làm tư tế và là vương đế, để cộng tác với giáo hội loan truyền danh Chúa cho mọi người, làm chứng cho Chúa giữa thế gian. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ này là thánh lễ tạ ơn nhân dịp Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp kết thúc sứ vụ là giám mục chính tòa của giáo phận Hà Tĩnh, và chúng ta tạ ơn Chúa nhân dịp Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn nhận sứ vụ tại giáo phận Hà Tĩnh với cương vị là giám quản tông tòa. Khẩu hiệu của Đức cha Louis chính là lời ngôn sứ Isaiah: "Này đây, lạy Chúa, con đây, xin hãy sai con." Với sự sẵn sàng dấn thân phục vụ giáo hội, Đức cha Louis đã được thánh hiến để làm giám mục của giáo hội, kế vị các thánh tông đồ. Và ngày hôm nay, với tâm tình sẵn sàng ấy, người dấn thân đến phục vụ giáo phận Hà Tĩnh của chúng ta là một giáo phận truyền giáo, là một giáo phận miền Trung còn nhiều khó khăn, một giáo phận mới mẻ, mới sinh ra cách đây hơn 2 năm. Chúng ta cầu nguyện cho sứ vụ của Đức cha Louis nơi giáo phận Hà Tĩnh thân thương này được sinh hoa kết trái. Cầu nguyện cho Ngài có sức mạnh để vượt lên mọi khó khăn, trung thành với sứ vụ và nhiệt thành làm chứng cho Chúa giữa một bối cảnh xã hội còn nhiều khó khăn và gian nan thử thách. Trong thánh lễ này, chúng ta cùng với Đức cha Phaolô tạ ơn Chúa 11 năm với chức vụ giám mục, trước hết là giám mục giáo phận Vinh và sau là giám mục tiên khởi của giáo phận Hà Tĩnh. Với khẩu hiệu chân lý, sự thật và tình yêu, cùng với cương vị là chủ tịch của Ủy ban Công lý Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phaolô là một chiến sĩ tiến đầu để bênh vực
bảo vệ quyền lợi của người nghèo. Bênh vực bảo vệ quyền lợi của người nghèo trước thiên tai và nhân tai. Đồng thời, Ngài cộng tác nhiệt thành trong sứ vụ bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo vệ tài nguyên của đất nước. Những chứng từ hùng hồn, những hy sinh cố gắng của Đức Cha Phaolô đã để lại một dấu ấn sâu đậm, không những chỉ đối với giáo phận Vinh và giáo phận Hà Tĩnh, nhưng còn đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam và những người Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình, yêu công lý và tôn trọng sự thật. Chúng ta cầu nguyện cho quý Đức Cha Phaolô và Đức Cha Louis, để Đức Cha Phaolô khi đã mãn nhiệm thì như chúng ta biết không giống như các quan chức ngoài đời khi chấm dứt chức vụ là hoàn toàn nghỉ ngơi. Tuy vậy, Đức Cha Phaolô cũng như các giám mục khác khi mãn nhiệm, mặc dù không còn là chức vụ theo giáo luật là giám mục chính tòa, nhưng Đức Cha được mời gọi để phục vụ giáo hội bằng nhiều cách khác nhau, nhất là với những kinh nghiệm quý báu của mình trong những năm tháng làm chủ chăn. Đức Cha sẽ giúp cho giáo phận thăng tiến phát triển, và Đức Cha cầu nguyện cho giáo phận, cho đoàn chiên, để rồi đoàn chiên ấy luôn luôn được an bình. Kính thưa cộng đoàn, truyền giáo là sứ mạng của mỗi chúng ta. Truyền giáo được sánh ví như hơi thở của người Kitô hữu. Truyền giáo cũng được so sánh như những đóa hoa tự nhiên tỏa ngát hương thơm, để rồi xung quanh chúng ta cảm nhận được hương thơm của sự thánh thiện và động lực của việc sự công cuộc truyền giáo. Mỗi chúng ta khi mừng lễ phục sinh, hãy trở nên chứng nhân của Chúa giữa đời. Hãy làm cho những người khác không cùng niềm tin với Đức chúng ta cảm nhận được sự thánh thiện của Thiên Chúa, giáo huấn của Chúa Giêsu và sự thánh thiện của giáo hội. Hôm nay ngày 29 tháng 4 theo niên lịch phụng vụ của giáo hội công giáo, chúng ta mừng kính thánh Catarina thành Siena. Sống ở thế kỷ thứ 14, Catarina là một nữ tu, nhưng bà đã có chí khí mạnh mẽ của một người nam nhân, có một trái tim can đảm và có một tâm hồn yêu mến giáo hội thiết tha. Vào thế kỷ thứ 14, bối cảnh xã hội ở châu Âu lúc bấy giờ vô cùng phức tạp. Đức Giáo Hoàng ở Roma phải rời sang Avignon, và như thế gây biết bao nhiêu hệ lụy cho giáo hội. Catarina là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà đã trực tiếp đến Avignon để vận động và xin Đức Giáo Hoàng hãy chuyển về Roma, bởi vì ở Roma là thủ đô của giáo hội, là nơi có mộ của Thánh Phêrô và của Thánh Phaolô Tông Đồ. Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 với sự vận động của Catarina và đương nhiên với lòng yêu mến đối với giáo hội đã rời Avignon để trở về Roma. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có tâm hồn yêu mến giáo hội, can đảm, trung thành, làm việc vì ích lợi của giáo hội như Thánh nữ Catarina, để mỗi người chúng ta tuy là những cá nhân nhỏ bé, nhưng chúng ta góp phần làm cho giáo hội của Chúa Kitô mỗi ngày một vững mạnh, một thăng tiến trong trật tự, hiệp nhất và bình an. Amen.